ở đầu nào. Đôi mang trang phục màu đỏ là danh vĩ của Huế Đức. Đôi mang trang phục màu vàng là văn trường của Thanh Trì. Trọng tài Văn Thành, trọng tài chống Văn Đức. Hai đôi ngồi xuống, nghe lệnh trọng tài chống xe này. Tung người đô cố đỏ.
lên, ngửa bụng lên trời và hai vai chạm thảm. Đây là kỹ thuật của đô phố vàng. Chúng tôi xin giải thích ngài, đây là kỹ thuật kéo vó của đô phố vàng.